Thưa quý vị, Tết Nguyên đán là một khoảng thời gian rất đặc biệt trong năm và đối với rất nhiều người thì Tết không chỉ là khoảng thời gian để chúng ta cùng nhau nhìn lại một năm cũ đã qua cũng như là lên kế hoạch cho một năm mới mà đây còn là lúc để chúng ta quây quần và đoàn tụ bên gia đình. Theo thời gian thì mỗi người sẽ có cách để đón Tết và chơi Tết khác nhau, đặc biệt là đặc thù công việc của từng người. Vậy thì với những người nghệ sĩ họ sẽ đón Tết như thế nào? Họ sẽ dành thời gian để có thể phục vụ những người khán giả của mình hay là dành trọng khoảng thời gian Tết này để quê quần bên gia đình? và dành những cái khoảng thời gian cho bản thân mình nữa. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này với sự xuất hiện của những nhân vật rất đặc biệt trong chương trình chào buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chào đón cặp đôi nghệ sĩ Anh Tú và Diệu Nhi. Lời nói đầu tiên cho phép Anh Tú gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả của chương trình chào buổi tối. Diệu Nhi xin chào quý vị khán giả của chào buổi tối và Diệu Nhi xin chúc Quý vị khán giả, một năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Vâng, ạ, xin được cảm ơn à. hai nghệ sĩ đã dành thời gian để đến với trường quay của chào buổi tối trong một ngày đầu xuân năm mới như thế này. À, trước tiên thì có lẽ là năm nào cũng vậy, Tết là đã đặc biệt rồi. Thế nhưng mà năm nay chúng tôi nghĩ rằng là hai bạn cũng sẽ có cái, cái cảm xúc nó sẽ khác hơn một chút khi mà à, bộ phim gặp lại chị bầu, bộ phim rất là mới mà lần đầu tiên anh tú và diệu nhi kết hợp cùng với nhau trên màn ảnh rộng đã được công chiếu đúng không ạ? À, đối với tú thì mình rất là vui bởi vì nếu mà mình có một bộ phim ra dài vào ngày tết thì cũng là lúc mình sẽ được ăn tết cùng với cả tất cả quý vị khán giả ừ. tại vì mình có lịch đi cine tour mình sẽ được gặp mọi người ở rất là nhiều các tỉnh thành khác nhau ví dụ như là ở sài gòn rồi miền tây rồi miền bắc ngay ở hà nội của mình cũng vậy thì đây là một cái niềm rất là hạnh phúc đối với cá nhân của tú nhi cũng rất là vui bởi vì lần đầu tiên nhi có một bộ phim chiếu tết những bộ phim điện ảnh trước cũng có những cái lịch chiếu tết xong rồi gần đến đó là có những cái trục trặc nó thay đổi thì năm nay lần đầu tiên mình đi Cine Tour vào mùng 1 Tết luôn Bình thường mùng 1 nào lúc nào cũng ở nhà hết Thì mùng 1 Tết năm nay là bắt đầu đi gặp khán giả ở Sài Gòn nè Rồi mùng 3 thì đi Cần Thơ, miền Tây Và mùng 4, mùng 5 thì ra gặp khán giả ở Hà Nội Cho nên như cảm thấy rất vui và rất là háo hức luôn anh Tú về Diệu Nhi rất là may mắn bởi vì là các bạn vẫn ở bên khán giả của mình trong dịp Tết này và vẫn được ở cạnh nhau và cũng là một gia đình với nhau đúng không ạ? vậy thì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đóng phim với nhau thì khi mà đóng chung một bộ phim như vậy thì có cái sự thuận lợi như thế nào khi mà chúng ta cùng một gia đình là chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ? À, chắc chắn rồi. Tại vì mình sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. À, mình sẽ có thể góp ý, chia sẻ, trao đổi về kịch bản, về diễn xuất nhiều hơn. Nhưng mà Tú nghĩ là bên cạnh đó thì chắc cũng sẽ có những cái bất lợi riêng Tại vì cái thời điểm mà quay gặp lại chị Bầu thì lúc ấy là bé Nhi đang rất là bận Tại vì còn đang trong chương trình Chị đẹp Chị đẹp Đang làm ca sĩ nữa Nên là cái thời gian mà cô ấy vừa phải đi tập, vừa phải đi hát, rồi vừa phải đi quay hình Thì thường thì mình sẽ ngồi mình mình làm trước xong rồi chờ bé Nhi về Bắt đầu mình sẽ đưa những cái gì mà mình từng suy nghĩ ra, suy nghĩ ra Bắt đầu mọi người trao đổi với nhau à uh, thấy um, cái lợi khi mà mình làm chung với là người nhà của mình đó chính là đã quá hiểu nhau rồi thì khi mà mình trao đổi cái gì đó thì cũng dễ nắm 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 bắt tâm lý hơn và khi mà diễn thì cảm thấy diễn với nhau uh, khi là hai người đồng nghiệp cũng khá khá là ăn ý và chỉ là về vấn đề thời gian thôi là do là lúc đó mình song song còn cái chương trình chị đẹp nữa Ờ, nhưng mà mình đã làm gì mình đã nhận gì rồi thì nhi cũng luôn cố gắng mình phải đầu tư và mình hết sức với với lại cái công việc của mình cho nên là cũng chậm vía bộ phim cũng được khán giả rất là thương yêu gặp lại chị bầu là một cái bộ phim mà lấy bối cảnh của những năm 90 và có những cái phân cảnh liên quan tới tết cổ truyền ngày xưa vậy thì khi mà đóng bộ phim này thì không biết là anh thú về diệu nhi có liên tưởng lại những cái tết mà mình đã từng trải qua không chắc chắn rồi tại vì nó sẽ khó ở một điều trong đối với cá nhân của tú trong phim gọi là chị bầu đó là tại vì mình là người hà nội và ừ. cái tết ở hà nội thì sẽ khác với cả cái tết ở trong sài gòn thế nên là mỗi một lần mà làm mình liên quan thì cái thường ngày xưa ấy, thì mình sẽ phải ngồi họp lại để mình chọn ra một cái tên nào mà một cái phù hợp nhất với tất cả thị yếu của khán giả à, đối với Nhi thì khi mà mình quay phim mà có những cái không khí Tết đó Thì đôi khi những cái năm đó mình còn rất là nhỏ cho nên khi mình quay phim mình trải qua không khí tết của những cái năm ngày xưa của ba mẹ mình thì nhi chỉ kiểu à thì ra là ngày xưa lúc mà mình còn nhỏ là cái cách ăn tết của ba mẹ mình là như thế này tại vì trong ký ức của mình tết nào cũng toàn là mặc đồ đẹp xong rồi ăn ngon được ba mẹ cho mặc đồ đẹp thôi à mình không có trải qua những cái mà cái sự sửa soạn tết của những cái năm về trước những cái năm hiện hiện tại này thì một cái cách sửa soạn uh, trang trí Tết hay là chuẩn bị cho Tết nó cũng khác rất là nhiều cho nên Nhi cảm thấy đó là cũng là một cái trải nghiệm rất là hay. Đúng là Tết thì mỗi một vùng miền mỗi khác và đặc biệt là theo thời gian thì Tết cũng thay đổi rất là nhiều rồi. À, vậy thì đối với anh Tú tôi muốn hỏi rằng là khi mà bạn vào Nam để lập nghiệp thì cái điều mà khiến cho bạn nhớ nhất về Tết ở ở ngoài Bắc là gì? Nó có nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ kể một cái mà đặc trưng nhất. Thời tiết Ừ. thứ nhất là ở ngoài bắc mình khi mà tết thì sẽ là mùa đông rất khá là lạnh và trời cũng khá là nồm còn ở trong miền nam thì lại khá là nóng và thường khi mà mỗi một lần tết mình sẽ mặc được mặc rất là nhiều lớp áo mình được mặc áo dạ áo măng tô rồi áo vest rồi tất cả mọi thứ nhưng mà ở trong sài gòn thực sự mặc áo sơ mi tôi cũng thấy nóng nữa thì tôi nghĩ rằng cái thời tiết là cái mà đặc trưng nhất của miền bắc và miền nam là trong ngày tết ừ. À, đối với Nhi, Nhi có rất là nhiều ấn tượng với lại à, à, mùa Tết ở Hà Nội và mùa Tết ở Sài Gòn à, Ví dụ như là ngoài cái thời tiết thì ở Hà Nội Tết á, thì rất là đông xe, rất là kẹt xe luôn Còn ở trong Sài Gòn á, từ 30 Tết đã rất là vắng rồi Bước ra đường là thấy tầng là lá rơi thôi chứ không có thấy người đó hết Tại vì mọi người về quê Và một cái điều rất là đặc biệt mà Nhi cảm thấy rất là À, ngộ á, nó khác Sài Gòn dữ lắm Giống như là ở ngoài Hà Nội khi mà mùng 1, mùng 2, mùng 3 mọi người đi chúc Tết với nhau á Thì ở trong Sài Gòn là sẽ trước khi qua nhà là sẽ gọi là ơ chị có đang ở nhà không? Bây giờ em sẽ qua chúc Tết nha này kia mọi người à, Qua đi qua đi mới qua Còn ở Hà Nội thì không Ở Hà Nội là cứ mùng một là đi ra đường là mình sẽ bắt đầu lên danh sách là à, ngày hôm nay mình sẽ đi chúc Tết người này người kia Nhưng mà không gọi trước Đi đến nhà ơ à, em đây, đây em đã đến rồi nè em chúc Tết chị nè Ừ chị không có nhà Dạ dạ vậy thôi à, Có gì em quay lại Rất là vui vẻ Rất là bình thường Rồi lại đi tiếp tục nhà khác Ai có nhà thì mình sẽ vào chúc Tết Còn không có thì mình lại tiếp tục mình đi Thì như cảm thấy nó rất là khác nhau Ví dụ ở ngoài Hà Nội mình sẽ phải đi chúc Tết nhiều hơn ừ. Còn ở trong Sài Gòn thì chúc Tết khá là ít Cái cái việc mà họ đi chúc Tết khoảng thời gian rất là ngắn Còn mình sẽ là dài dài từ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 rất là nhiều mùng Còn trong Sài Gòn thí dụ mùng 1, mùng 2 bắt đầu là lên lịch 3, 4, 5, 6 là mình sẽ đi chơi du lịch ở đâu Thì ở trong Sài Gòn Tú không biết cái này là do tùy từng hộ gia đình khác nhau Hay là do vùng miền thì cái này thì tôi không biết Tại vì mình chỉ chơi một một nhóm nhỏ ở trong Sài Gòn Chứ mình không chơi hết toàn bộ ở trong đó Nên mình cũng không hiểu được từng hộ gia đình cách phong cách họ sống như thế nào Nhưng mà tôi thấy đa phần những người tôi chơi họ như vậy Họ sẽ đi chúc Tết rất là ngắn khoảng khoảng một hai mùng thôi thì bắt đầu đến mùng 3 mùng 4 mùng 5 6 là bắt đầu họ sẽ đi du lịch còn ở ngoài Bắc mình thì là như như cũng biết là hầu như là đi chúc Tết mọi nhà mọi nhà mọi nhà Vậy thì cũng muốn hỏi rằng là với những người nghệ sĩ như các bạn thì Tết các bạn sẽ dành thời gian như thế nào? Làm sao để chúng ta cân bằng được sự cái việc là chúng ta dành thời gian cho bản thân mình cho gia đình cũng như là đối với việc chúng ta sẽ phục vụ những cái vị khán giả rất là thân yêu và cũng rất là mong đợi được nhìn thấy các bạn ở trên sân khấu trên sóng. Gia đình của tụi em cũng biết là con em mình là là cái tính chất công việc là như vậy cho nên và tụi em cũng hiểu được luôn và không phải là mùa tết đâu mà cả quanh năm luôn là có những lúc là tụi em cũng đi làm suốt có những lúc là thời điểm là tụi em được nghỉ ngơi thì những cái lúc mà nghỉ ngơi là tụi em sẽ dành trọn thời gian cho gia đình luôn mà năm nay là một cái năm là tết rất là đặc biệt là cả hai vợ chồng đều đi giao lưu với khán giả luôn thì gia đình em rất là mừng cảm thấy là ồ ờ hai đứa có một cái công việc một đang được khán giả yêu thương đang có một cái dự án tốt thì gia đình vui dữ lắm và sau khi những cái ngày mà đi giao lưu với khán giả xong thì tụi em lại tiếp tục về với gia đình thôi À, đối với hai bạn thì các bạn thấy rằng là cái không khí Tết của xưa và nay có cái điều gì khác nhau không? À, đối với riêng cá nhân của Tú thì à, chắc chắn là phải khác rồi Tại vì không thể nào không khác được Nó khác xa cả mấy chục năm mà Đến khoảng 1-2 năm thôi là mình đã thấy khác rồi huống chi là mấy chục năm Thì chắc Tú sẽ nói về điểm giống trước đi ha ừ. Điểm giống một cái là đối với cái gia đình của mình thì vẫn có một cái truyền thống như ngày xưa tức là mình vẫn lụp bánh trưng đầu bánh trưng bình thường vẫn chuẩn bị tất cả những thứ uh, cần thiết phải có của những ngày lễ à, ngày, của ngày tết và bên cạnh đó thì sẽ khác một, một điều tức là ngày xưa thì mỗi một lần tết đến gia đình của tú lúc nào cũng uh, sơn cửa sơn nhà thì cái chuyện đó nó luôn luôn xảy ra của ngày xưa còn thời bây giờ thì không có ở thời điểm hiện tại thì tại vì thứ nhất là tú, tú cũng không biết là tại sao cái đấy uh, mình lại không không còn nữa nhưng mà chắc một phần là tại vì mình ở nhà bây giờ nó cũng khác với cả nhà ngày xưa nên là nó cũng không còn cái tiết mục gọi là sơn cửa nữa và tôi nghĩ cái sơn cửa đấy là cái mình cứ đi tết ở ngoài bắc là mình thấy à, họ sơn cửa họ mua cái mai gì đào là thấy tết rồi còn bây giờ hiện tại thì khá là ít nhà có thể sơn cửa. Ừ. Vậy còn dự như thì sao cái cảm xúc tết của bạn trước và nay là có gì khác nhau không? À, cảm xúc tết của Nhi đối với gia đình Nhi Thai Ha chứ còn à ờ đối với xã hội thì như cũng không có biết nhiều. Ờ đối với gia đình thì như thấy cứ mỗi năm thì mình ăn Tết đơn giản hơn. Ờ, cái sự bày biện cho gia đình cũng sẽ có nhưng mà nó sẽ đơn giản hơn. Cái quan trọng là lúc nào Tết là mọi người cũng mong muốn là gia đình mình gần nhau nhiều hơn theo thời gian thì tết có thể có rất nhiều những sự thay đổi có những cái vẫn còn lại và có những cái mất đi nhưng mà chúng tôi tin rằng là qua chia sẻ của hai bạn thì thấy rằng tết luôn luôn là nhà đúng không đây là một cái điểm đặc biệt mà uh, những người việt nam của chúng ta luôn luôn giữ trong cái lòng mình uh, có thể nói rằng là một năm vừa rồi là một năm mà cả diệu nhi và anh tú chúng tôi thấy rằng là các bạn xuất hiện rất là dày đặc với những cái lịch làm việc rất là nhiều và đến tết chúng ta vẫn cứ đi làm như vậy uh, và cũng có rất là nhiều những cái sự thành công rồi không chỉ là bộ phim rồi là cả những cái show mà diệu nhi tham gia đúng không ạ vậy thì không biết là trong năm giáp thìn 2024 này thì các bạn có cái kế Kế hoạch à, tiếp theo là gì có thể bật mí nhỏ với khán giả được không ạ? À, trong năm 2024 thì chắc em 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 vẫn tham gia một cái dự án phim à, và hiện tại thì à, mọi người vẫn đang cố gắng hoàn thiện về phần kịch bản và chắc song song đó thì chắc sẽ có một chuyến uh, công tác xa nữa và tôi nghĩ sẽ rất là hấp dẫn đối với tất cả mọi người vì cái chuyến công tác này nó cũng rất là thú vị nhưng mà chưa bật mí cho tất cả mọi người được nó sẽ xảy ra vào sớm thôi chắc chắn chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái kế hoạch cũng như là rất nhiều những cái công việc mà chúng ta phải làm cho năm 2024 dù là gì thì chúng tôi tin rằng là tất cả những kế hoạch đó cũng sẽ thành công và chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn thành công với dự định của mình này cũng như là chúng ta cũng sẽ có thật là nhiều những cái niềm vui những niềm hạnh phúc những cái trải nghiệm mới trong năm mới vậy thì còn bây giờ hai bạn có thể dành một cái lời chúc tết đến tất cả quý vị khán giả của chương trình chào buổi tối được không ạ Dạ, anh Tú xin chúc tất cả quý vị khán giả của chào buổi tối một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý phát tài phát lộc. Và Diệu Nhi rất cảm ơn quý vị khán giả của chào buổi tối đã dành thời gian lắng nghe Diệu Nhi và anh Tú chia sẻ về phim gặp lại chị bầu và hy vọng mọi người hãy chia sẻ về phim gặp lại chị bầu để bộ phim lan rộng hơn đến quý vị khán giả và mong mọi người hãy ra đặt xem phim gặp lại chị bầu nha Một lần nữa xin được cảm ơn anh Tú và Diệu Nhi đã dành thời gian để đến với trường quay của chúng ta ngày hôm nay và chúc mừng dạ. năm mới các bạn. Dạ, cảm ơn chị. Chúc mừng năm mới chị. Chúc mừng năm mới quý vị khán giả. Và quý vị thân mến, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.